Vậy chúng ta tiến hành đó Tuấn ơi. Đây, anh đưa cho em cái áo nè, trùm cái áo vô kỹ nha. Sau đó thì chúng ta sẽ mở cái đèn kho. Đó, trùm cho kỹ vô cho em. Ông này nó nguy hiểm lắm á. Đây hoài nào đánh là chết luôn á. Kha đứng bên ngoài cảnh giác cho Tuấn nha Kha ơi. Và bây giờ thì Tuấn sẽ mặc áo tay dài, áo khoác tay dài vô chuẩn bị nha. Đây cái đèn khò đây em ơi, cầm cái đèn khò nè. Rồi em bật cái đèn khò lên nha, bật lên trước, bật đèn khò lên trước em. Đúng rồi, bật cái đèn khò lên. Cẩn thận, từ từ thôi, bật cái đèn khò vô. Rồi chuẩn bị đây. Rồi dưới vô, dưới thẳng vô, giữ luôn nha. Sao sao em chạy ra, trời đất ơi, dưới cái đèn vô cho nó chết mà chạy ra mất tiêu vậy, rất là nguy hiểm. Trời ơi, đã kêu dí giữ tại sao mà chạy đi, trời giờ nó túa ra quá trời cả nhà ơi. Thì kêu nó dí giữ cho nó chết mà bây giờ nó chạy đi rồi, giờ ông nó túa ra quá trời luôn, giờ phải đợi cho nó quay trở lại nữa cả nhà. Nè, cái chỗ này em ơi. Trên đầu có một con kìa, đập đập lên, đập tiếp, đập tiếp, đập tiếp thôi, đập nhanh lên, đập đúng rồi, giữ luôn, giữ luôn, giữ luôn, giữ luôn, đừng chạy, giữ luôn, giữ luôn, giữ luôn là nó chết hết, giữ luôn, giết sâu vô nữa. Rồi cuối cùng là chiến thắng to mà dễ cả nhà, quá trời nhộng nha. Phương án này là coi như là hiệu quả, thành công, tất cả đều bị thiêu rụi, không còn một manh giáp nào. Tận dụng lúc trời mưa trời gió mình tiêu diệt hết này cả nhà. Bây giờ thì chuẩn bị đi tiêu diệt con dễ cả nhà. Mình chỉ cần một cái đèn khò như thế này rồi thì đủ tiêu diệt hết cả cái ổ rồi cả nhà. Chúng ta cùng đi nha cả nhà ơi. Giờ thì ba thầy trò đi lấy kế hoạch đi tiêu diệt con người dễ này cả nhà ơi. Quyết tâm là phải tiêu diệt. Thì rất là nguy hiểm. Xe giờ trời sắp chuyển mưa rồi, trời thích hợp cho chúng ta đi tiêu diệt ông người dễ. Ông nó sẽ vào trong kiểu trong tổ đó, và chúng ta sẽ dùng các phương án bên ngoài. Mưa lớn nha, thì chúng ta đánh một trận rất là lớn đây. Trời mưa vậy, cả nhà có tạt bầu gì không ta? Trời thì đang nắng sao tự nhiên mưa chuyển mưa rồi cả nhà, nhưng mà không sao, khi trời mưa này thì chúng ta sẽ thuận lợi hơn trong cái việc đốt nó, tại vì trời mưa thì chúng sẽ tập trung về ổ và chúng ta không ngại những cái con mà đi kiếm ăn về, như vậy thì sẽ an toàn hơn cho chúng ta nha cả nhà. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp cái bình ga mới vào để cho nó đủ mạnh và nó chắc chắn là không hết ga giữa chừng cả nhà. Rất là nguy hiểm luôn. Rồi bây giờ nhìn thấy cái tổ ong ở trước nhà nó là một nỗi ám ảnh luôn cả nhà. Đừng 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 đưa 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 chỗ khác. Đưa chỗ khác, đưa cái ngọn lửa xuống tới chừng đó mới thọt vô. Chứ em đưa trước là nó nghe nó bay ra. Nhưng mà mở lửa thì mình đưa cái góc chỗ khác tới chừng đó là thọt vô ngay đó luôn. Để con nó vô đi, con đó nó đang ở bên ngoài. Mình kiếm gì đập chết nó. Bắt áo khác vô. Con bay ra mấy con kia nó cũng giữ ổ à. Cầm cái bình luôn đi. Nó phải đáp
như thế. Chạy luôn, chạy luôn rồi bỏ chạy. Thiệt tình luôn. Lại dẫm đi, con nó chết rồi, hồi nó sống lại à. Dẫm luôn. Ừ. Rồi lấy bình xong rồi đi, cái con đó con cá cảnh được rồi, lấy bình làm thì triển khai nhanh đi. Đúng rồi, giữ luôn, đừng chạy. Giữ luôn là nó chết hết, giữ luôn, dí sâu vô nữa, dí sâu đi, không có con nào gì. Rồi. Thấy bay rồi, thôi chạy. Không bay, cứ đi bình thường đi, dưới hết đi. Chết rồi, không còn nào đâu. Rồi, chết hết. Bay dài quá đó thì. Rồi chứ nó chạy cánh rồi đó, sợ. Chết hết rồi. Chết hết rồi. Không chắc thì chờ trái xíu nữa đi. Rồi thêm cái hơi tướng máy vòng nữa tướng. Rồi cháy ổ luôn rồi, chết rồi. Cái con nó cảnh báo là chết rồi, đừng vừa thôi chết cái cây của anh luôn à. Rồi chết rồi, chết được rồi đó anh Nam. Ê nó còn cánh, nó còn bay rồi. Vậy cho nó chết luôn đi. Rủi thêm cái đó đi, rủi cái đi. Hang nào còn bay cho nó chết luôn đi. Để như ai cảnh báo bên ngoài. Rồi đúng rồi. Ủa luôn, ừ, kè luôn. Coi con nào còn không tướng ơi. Ê, có cái gì đó kìa. Giết luôn đấy ơi. Đấy là con nó chết rồi, coi giết con đó luôn đi. Con đó đi. Ừ, khò chết luôn đi. Cũng hồn, cũng bướng. Ê, con còn mới rớt ra dưới gốc cây nữa. Nó mới từ trên tỏ té xuống. À, quái thêm tí nữa tướng. Ở bên ngoài coi còn không? Cảnh giác nha, mấy con nó đi đường về á. Ờ chết hết rồi, nhanh mà thử cái này rồi. Xong rồi. Rồi. Trời lần đầu tiên thấy cầm cái chổi này em quét cát một chết nè. Ừ. Này bóc nó có sao không ta? Bóc nó trúng cái kìm nó giữa nó ấy chứ sao. Rồi, xin coi cảnh giác có con nào đi về không nha. Rồi. Cũng mấy tầng luôn á. Ôi, đàn ông quá trời trong đây. Wow. Nhộng tướng nó khò vậy còn cái gì sống nổi. Cái này đi. Ôi ăn này hơi bị ngon luôn á nha. Đây. Ôi nhiều con lắm. Ôi trời. Ăn đi mấy cái mấy đứa. Ăn được á. Đây nè. Trời ơi, nhộng này câu. Ê, nó còn rồi anh ơi. Chạy cái cắm là được. Rồi. Đúng rồi, vậy thôi. Cái con phần nữa nó kìa, tha đi. Nhưng mà nó láo à. Con phần nữa tha đi. Còn nào nữa không? Đã hết rồi anh Nam. Rồi lại khò mấy cái dây luôn đi em. Để mình đem luôn. Đứt dây luôn. Khỏi, tới trên cao luôn. Tới cao đi, ừ. Ủa dây đó mà chắc chứ ta. Rồi. Cuối cùng là chiến thắng to mà dễ cả nhà, quá trời nhộng nha. Phương án này là coi như là hiệu quả. Thành công. Tất cả đều bị thiêu rụi, không còn một manh giáp nào. À, tận dụng lúc trời mưa, trời gió mình tiêu diệt hết rồi cả nhà. Cẩn thận nha. Đó, trong những cây bông như thế này là xuất hiện những cái tổ ong như thế này rất là nhiều. Rất là nguy hiểm. Rồi cái này mà vô đây nó túa ra đánh mình gục liền hết chứ. Đây nè, con này là con chúa nè cả nhà. Đây là ông chúa nè. Cái to nhất trong các cái dàn ong. Ông thợ. Các ong nhỏ nhỏ là ông thợ. Ông thợ rồi. Nó sẽ được ăn một cái chất đặc biệt ở trên này, ông chúa để đẻ nè. Đây là ông chúa. Ông chúa đây. Cuối cùng mình cũng thấy tiêu diệt con này. Nguy hiểm, quá nguy hiểm nha. Vô đen là cái nhà chúa. Ở đây là vô đây nó đánh là khoảng 5-6 người đánh chết hết á. Bao nhiêu con ta? 18 con. Làm 20 con.
cả nhà thấy không, một cái tổ ong như đơn giản như này mà cuối cùng thì đã tiêu diệt hết 25 con đấy cả nhà. Với 25 con này thì khoảng 5-6 người thì chắc chắn là cũng không chạy thoát nữa đâu, và có thể là nhập viện. Đây là con nhộng nè, là chúng ta có thể dùng câu cá và chúng ta có thể ăn được trực tiếp luôn. Ở đây thì mọi người cũng thường hay bắt những con này để nấu cháo đấy cả nhà, và có thể ăn sống luôn trực tiếp, và có cái vị cũng béo và ngọt, nó cũng tốt về sức khỏe như cả nhà. Hết rồi đúng không? Ổn thôi. Rồi cái ổ, nhưng mà cái con nó nhiều ghê luôn nha. Ừ. Rồi đập tiếp. Thế nào? Đấy, các chỗ đập luôn. Rồi xong. Cái em này là vừa đi công tác về. Đầu tẩu luôn. Đầu tẩu. Nhà ơi. Chút xíu rồi bị bên này mấy con nó về sau đánh rồi. À, nghiêm quá. À, ông chúa đây. Tiêu diệt hết rồi, tận gốc luôn. Ê, dán kèo nó ra đi. Còn nào? Không, hết rồi. Còn bây giờ bên đây nè. Ừ. Có ổ không? Nó còn. Còn đó nha. Ghê. Còn. Ông chua hả? Đó. Trời ơi, ông này nó cũng đánh rồi nhà ơi. Hai đứa bị rồi. Đèn kho đâu, sửa luôn đi. Ờ đây luôn. Ừ. Em ai còn ai rửa nào á? Bắt đi, sửa đi. Tối nay anh nhau còn ngủ luôn. Rồi, tối nay anh nằm trong phòng ngủ. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá người đã nhà. Không biết còn con nào nữa không nữa. Nguy hiểm quá. Cái này cũng không ổn luôn. Và cuối cùng thì còn một cái tổ ong rất là nhỏ nằm ở dưới cái chậu, và hai đứa nhân viên của nằm cũng bị chúng đốt cho hai nhát. Nhưng mà cái loại ong này thì nó cũng nhẹ cả nhà, nó cắn một chút xíu đau một chút mà nó hết thôi. Nhưng với tổ ong vò vẽ thì thật sự rất nguy hiểm nha. Nam cũng chia sẻ với anh chị, và anh chị cũng nên lưu ý những cái cây bên quanh nhà của chúng ta. Thỉnh thoảng chúng ta kiểm tra lại, nhìn coi có cái những cái tổ, những cái vật lạ hay không nha, để chúng ta có thể tiêu diệt hoặc đánh đuổi chúng để bảo vệ cho chúng ta và người thân của chúng ta. Một lần nữa thì Nam chúc cho anh chị có được nhiều sức khỏe và thành công nhé. Cả nhà đừng quên like, subscribe kênh của Nam. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Bye bye.